Thưa quý vị và các bạn, sống trong thời bình, những người lính năm nào vẫn khó lòng quên được những ký ức khốc liệt, nhưng cũng rất mực hào hùng của một thời khói lửa. Để rồi những ký ức của một thời khó khăn gian khổ ấy lại trở thành động lực để người lính ngày hôm nay vươn lên, sống xứng đáng hơn với sự hy sinh của cha anh, của các đồng đội, đóng góp cho sự phát triển của đất nước thời bình. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chúng ta cùng gặp gỡ người chiến sĩ bị địch bắt tù đầy thứ 2866 và những ký ức một thời hào hùng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Ở cái tuổi gần 70, người cựu chiến binh Nguyễn Tế vẫn nhớ như in những ký ức của một thời đạn bom khói lửa. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có một mẹ Việt Nam anh hùng và bốn liệt sĩ trong hai thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ. Ở tuổi 16, ông Nguyễn Tế đã tham gia kháng chiến với vai trò chiến sĩ giao liên và tham gia dạy học tại các lớp bình dân học vụ. Mình có người Việt Nam sống trong một cái quê hương giữa là Việt Nam và Mỹ, nó càng quẹt nó đánh đập, nó thàn sát ở quê hương chúng ta. Mình cho nên mình là người Việt Nam nên mình phải cảm thụ thôi. Thì lớn lên thì cầm súng chiến đấu để bảo vệ tổ quốc, đó là cái ý chí ban đầu, suy nghĩ như vậy. 15, 16 tuổi thì coi như là thấy những cái tình cảnh quê hương như vậy là sống cũng yên ổn rồi. Tôi bây giờ xin đi bộ đội, nhưng mà nhỏ quá, người ta không nhận. Thôi thì bây giờ không nhận thì địa phương nó bổ trí, nó bổ trí mình như này thôi. Bây giờ làm giáo liên của huyện. Mà làm giáo liên của huyện hồi đó là phải là có nhà cảng bộ mới bố đó được, bởi vì cơ quan của huyện đó và cái đường mạch máu của huyện mà cái đường dây của huyện hồi lúc đó là nó vô cùng gian khổ. Trong một huyện nhưng thành lập một tiểu đội, nhưng mà năm sáu đến một tuần nửa tháng nó được một hai người, bởi vì đêm nào vẫn đi mà không có mình không có chuyện đâu, mà mình chỉ có bảo vệ cũng đường mình đi bảo vệ cái báo chí hoặc là thư, những cái thư từ ở trên đưa về để cho cơ quan thôi. Cuối cùng là không có đường thoát về chiến đấu. Đó là cái mục tiêu cho con ngoài đó bị thoát hoặc để bảo vệ mực của cái cơ quan của mình. Tham gia kháng chiến được hơn một năm, ông Tế bị địch phục kích và bắt tù đầy với ba vết thương nặng ở tay và chân. Thế nhưng với ý chí kiên trung của một người lính, suốt 8 năm bị địch giam giữ trong nhà tù từ Huế, Đà Nẵng rồi đến Biên Hòa với những đòn roi áp bức, ông vẫn quyết giữ bí mật cho cách mạng, cho đồng đội mình. Ông còn nhớ trong suốt 8 năm ấy, không ai gọi ông với cái tên Nguyễn Tế mà gọi bằng số hiệu 321-2866. Người lính bị bắt tù đầy thứ 2866 tại vùng 3 chiến thuật. Đôi lúc cũng là có suy nghĩ nhiều chứ, suy nghĩ về trước đây là những cái kỷ niệm xưa mà mình tham gia chiến đấu, trong chiến đấu có này, trong bảo vệ có này, trong công tác có này, thì có rất nhiều cái kỷ niệm, vô cùng kỷ niệm. Nhưng mà kỷ niệm thì đối với bác thì cũng là vùng đồng bằng thôi. Đồng bằng thì coi như là cái nhiệm vụ của bác là coi như 5 giờ tối là bắt đầu đi, thì khuya 1-2 giờ sáng là về, là giao hoàn thành cái nhiệm vụ xong là về nghỉ, thì cứ là ngày luồng tháng qua như vậy. Nếu trường hợp trên đường đi hoặc trên cả cái điểm mà không bị phục kích thì thôi. Nhưng mà bác này cũng may, đó là cái lần cuối cùng bác là coi như là bị đi trên đường công tác về thì coi như là bị phục kích, nó bạn bị thương bác. Giờ đây khi tiếng bom dội, súng rền đã lùi xa, người lính giao liên năm nào lại trở về với cuộc sống thường ngày, với vợ hiền con ngoan, cùng nhau sản xuất ổn định đời sống. Giờ đây gia đình ông Tế đang canh tác hơn 4 sào hoa cúc và hoa hồng. Tất cả đều được trồng trong nhà kính với hệ thống tưới tự động. Đây không chỉ là hướng phát triển kinh tế, mà còn là tâm huyết của người lính trong thời bình, tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của quê hương. Thì cái niềm vui lớn nhất của tôi thì hiện nay là coi như là trong gia đình gồm có 9 đứa con. Hôm nay là trưởng thành, có gia đình là 8 rồi. Nói về con cái, về gia đình, về dân, nói về cái công việc làm ăn thì hiện nay 8 đứa con, đứa nào cũng có cái công ăn việc làm ổn định. Tuy thì là bản chất là toàn nông dân hết, chứng và là cả một công chức nhà nước. Mình nông dân thì bây giờ Đà Lạt đã có cái đặc thù là coi như làm ăn được so với cả cái miền khác. Thì hiện nay cụ thể như hiện nay là con gia đình con tôi là ai cũng làm bông hồng hết. Cái chuyện đổi cái trong má. Trên địa bàn huyện thì cũng trong cái thời gian qua thì hiện nay thì người có công là không có gia đình nghèo nữa. Trong đó thì một số cái gia đình thì đã có cái thể hiện vươn lên trong cái những cái khó khăn đó, thì vươn lên làm kinh tế,
tham gia vào các cái hoạt động của xã hội ở địa phương rất là tích cực. Ví dụ như hộ gia đình Bạc Tế thì hiện nay là người gia đình có công, nhưng mà cũng nỗ lực gia đình vươn lên làm nông nghiệp công nghệ cao. Hiện nay cái thu nhập rất là ổn định và cũng tham gia tốt vào các cái hoạt động của địa phương. Đây chúng tôi cũng đánh giá là những người có công cũng đã vừa là thể hiện cái trách nhiệm nhưng mà cũng thể hiện cái sự nỗ lực vươn lên. Ở địa phương thì tiếp tục là động viên, khích lệ và có những cái chương trình thì chúng tôi sẽ tiếp tục có cái hỗ trợ để làm sao là các cái gia đình có công là phải vươn lên. Đối với cựu chiến binh Nguyễn Tế, được góp một phần sức mình để bảo vệ Tổ quốc trong những năm tháng kháng chiến là điều đặc biệt ý nghĩa. Nhưng còn ý nghĩa hơn khi trong thời bình, người lính ấy vẫn có thể góp một phần sức mình vào sự phát triển của địa phương. Một người lính quả cảm trong bom đạn, một nông dân dù ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng vẫn hăng say lao động sản xuất, làm giàu cho gia đình và xã hội.